Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Đang trong thời kỳ đóng băng như thế này thì mọi người thế nào? Mình thì vẫn ổn, miễn là mình có những thức uống yêu thích của mình ở bên cạnh. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với mọi người ba món đồ cocktail khá là dễ để làm ở nhà. Và đây là ba cái đồ uống ưa thích của mình. Hiện tại thì mọi hàng quán đều đóng cửa rồi, không thể ra ngoài được, nhưng mà mình vẫn có thể giữ được tinh thần ở nhà. Đừng bao giờ mất tinh thần. Thức uống đầu tiên sẽ là Campari Tonic. Đây là cái món đồ uống mà mình mới phát hiện khoảng 1-2 tháng gần đây và mình cực kỳ yêu thích nó. Cách pha chế thì vô cùng đơn giản, mọi người không cần gì cầu kỳ. Ở đây thì mình có một cái shaker và một cái muỗng khuấy. Thực ra cũng không cần thiết đâu. Và cả cách pha của mình ở đây thì có thể mọi người thấy là nó không đúng, nhưng mà vui là được. Để cho cái thức uống này thì mình sẽ cần có một chai Campari. Cái độ cồn của nó chỉ có khoảng 25% thôi, rất là nhẹ. Màu nó rất là đẹp nữa. Tiếp theo đó là tonic. Tonic mọi người có thể mua ở Vinmart, rất dễ mua. Đá ở đây và chanh. Đây là loại chanh không hạt, mình cũng mua ở siêu thị thôi. Và mình đã thái muối sẵn ra như thế này rồi. Đầu tiên thì mình sẽ cho đá vào chanh gốc. Đá như thế này. Mọi người có thể điệu nghệ một cách là khuấy đều lên như thế này để cái hơi lạnh nó tỏa ra cốc. Còn bình thường thì mình sẽ chỉ đơn giản là mình cho cốc vào trong tủ lạnh thôi. Cái tỷ lệ pha cái thức uống này sẽ là 1:3, tức là 1 Campari và 3 tonic, thì nên nó cực kỳ nhẹ luôn. Đây mình sẽ lấy 40ml Campari, sau đó là 120ml tonic. Chanh thì mình sẽ bóp nhẹ một chút xíu để nó ra cái nước chanh. Được rồi, thả vào, khuấy đều lên. Và đây là Campari Tonic. Cực kỳ fresh. Yes. Loại đồ uống thứ hai mà mình muốn giới thiệu cho ngày hôm nay là Gin and Tonic. Nguyên liệu sẽ gồm có gin, thì ở đây mình có một chai Bombay Sapphire. Loại này khá là nặng, là 47%, 47 độ cồn. Thực ra mình có cái chai này tại vì mình thích màu xanh của nó rất là đẹp. Còn nếu mà mọi người mới bắt đầu uống và không muốn uống quá nặng thì có thể thử what's that the name of the gin? Golden or Golden? Golden. Golden. Yeah, Golden. Thì nó nhẹ hơn và nó thơm hơn, nó có kiểu mùi hoa quả của nó rõ hơn, thì phù hợp hơn với các bạn nữ hoặc là những bạn nào mới bắt đầu uống. Đây là cái loại gin mà mình vừa nói đến. Cái này thì chỉ có 37,5% thôi. Nó khá là basic và khá là dễ mua, cũng rẻ hơn nữa, nên là mọi người có thể thử cái loại này trước tiên. Mình sẽ pha một phần gin và hai phần tonic, và mình cũng thêm một cái lát chanh. Ở đây mình có một cái cốc mình đã đổ đầy đá rồi, và bây giờ mình sẽ chỉ có đổ các nguyên liệu vào thôi. Một phần gin và hai phần tonic. Cho bình thường mọi người pha cái đồ uống này này, mọi người chỉ áng chừng thôi, cũng chả ai là màu như mình. Yes. Thế là một lát chanh, cũng bắt nhẹ một chút xíu cho nó ra cái tinh dầu và thả vào và khuấy lên. Và thế là mình đã có gin tonic. Khá là nặng. Yes. Bây giờ sẽ là món đồ uống thứ ba. Mình sẽ không sử dụng tonic nữa mà mình sử dụng soda. Đây là một chai soda cũng mua ở siêu thị. Và đây là rượu vang trắng, thì mọi người có thể sử dụng bất kỳ loại nào mà mọi người muốn. Đây, cái chai này là bạn mình mang qua thì lúc mà qua được thì lại không có cái mở rượu, nên lúc mà có cái mở rượu rồi thì lại lockdown. Anyway, cái món đồ uống này sẽ là white wine spritzer. Cái công thức của nó thì với cái này mình sẽ không cần dùng đá, và mình sẽ sử dụng là 3 phần rượu vang và 1 phần soda. Cái quan trọng nhất của cái công thức này thì đó là mọi người giữ cả hai món đồ uống này thật lạnh, và nếu có thể mọi người ướp lạnh cái cốc này nữa, nhưng mà cốc này mình đang uống thôi. Đúng ra cái này thì dùng cái ly rượu vang thì nó sẽ đúng hơn, nhưng mà mình không có cái ly đó.
quên mất là mọi người hoàn toàn có thể cho một cái slice, một miếng chanh vào. Nhưng ở đây mình sẽ cho luôn cả cái lá này vào luôn. Vậy là mình đã giới thiệu cái ba loại đồ uống cocktail mà mình hay uống vào mùa hè, đặc biệt là trong cái thời gian lockdown này mình không đi được ra ngoài. Hy vọng là mọi người thích cái video này và stay safe, stay healthy, và không lâu nữa chúng ta sẽ thoát khỏi cái sự buồn chán này sớm thôi. Bye. Loại đồ uống thứ hai cũng rất là nổi tiếng, đó là gin and tonic. Gin and tonic. Can you play a song, please? Come in, come in. Quick, I don't have time. Let's turn down the volume. It's too loud.